Dòng tâm sự thứ nhất, cưới xong được vài ngày, mẹ chồng mới trao cho cả túi vàng. Khi biết được lý do, tôi tái cả mặt. Thế nhưng ngày tối hôm ấy, khi tôi lên phòng ngủ một lúc, mà chồng vẫn ngồi ở dưới nói chuyện với bố mẹ. Vì thấy khó ngủ nên tôi định xuống nhắc chồng đi ngủ, thì bất ngờ nghe được câu nói của mẹ chồng. Chi tiết của dòng tâm sự này ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày đến nhà bạn trai chơi, tôi choáng ngợp bởi ngôi biệt thự hoành tráng và sang trọng của bố mẹ anh ấy. Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh ấy sống khá giản dị và rất tiết kiệm. Mỗi khi mua về cho bản thân, anh cũng đắn đo và cân nhắc về giá cả. Nếu như cảm thấy vừa túi tiền, anh mới đồng ý mua. Không ngờ anh lại xuất thân gia thế giàu có đến như vậy. Nghe bà bán nước đầu phố bảo gia đình anh có gia thế giàu có nhất nhì khu vực, có ba đời làm kinh doanh. Ai làm con dâu nhà đó phải có phúc lắm. Từ khi nghe những lời nhận xét của bà ấy, tôi càng tin tưởng và yêu bạn trai nhiều hơn. Trước ngày cưới, bạn bè đều cho rằng tôi chắc chắn sẽ được nhận rất nhiều vàng từ phía nhà chồng. Có người còn nói đùa, khuyên tôi nên may túi ba gan mà đận. Gia đình tôi thì nghĩ, gia đình thông gia giàu có, chắc chắn sẽ tặng nhiều vàng, nên nhà gái cũng phải có chút ít gì đó để tặng cho mát mặt với mọi người. Bố mẹ tôi đã vét sạch tiền tiết kiệm, mua được cho tôi một chiếc kiêng vàng. Còn vợ chồng các anh trai cũng cố gắng chi thêm chút ít để mua tặng cho tôi mỗi người một chỉ vàng. Vậy mà ngày cưới, mẹ chồng tặng nhiều hơn mẹ đẻ chỉ một chiếc lắc vàng. Trước đó vài ngày, tôi nghe chồng bảo, ngày hai em cưới, bố mẹ cho mỗi người một mảnh đất trị giá 100 cây vàng. Vậy mà khi chúng tôi cưới, ông bà chỉ tặng những món quà rất nhỏ, thua xa với các em chồng. Trong lòng tôi lúc đó đã nghi hoặc, liệu chồng tôi có phải là con đẻ của bố mẹ hay không? Hay chồng tôi không được lòng bố mẹ? Đêm tân hôn, thấy vợ trằn trọc khó ngủ, chồng hỏi và tôi đã thật thà nói ra nỗi lòng của mình. Nghe xong, chồng cũng có thắc mắc giống như tôi, nhưng anh gạt đi và bảo chỉ để trong lòng, đừng nói ra kẻo bị người khác chê cười. Chúng tôi cũng tự động viên nhau, có lẽ bố mẹ xác định sau này sẽ cho ngôi biệt thự nên không tặng gì nữa. Hôm chủ nhật vừa rồi, sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng gọi chúng tôi ra phòng khách để nói chuyện. Mẹ đặt xuống bàn một chiếc túi và bà bảo trong đó có 50 cây vàng và một cuốn sổ đỏ tặng cho chúng tôi. Nếu như vợ chồng tôi thích sống chung với bố mẹ thì sống, còn không thích thì dùng số vàng đó để xây nhà trên chính mảnh đất đã cho. Nhìn thấy túi vàng, chồng tôi hỏi sao bố mẹ không tặng hôm cưới để cho gia đình mát mặt và vợ chồng tôi cũng hãnh diện với bạn bè. Người ta cho con cái công khai, còn bố mẹ lại cho trong kín đáo, nghĩa là sao? Mẹ chồng bảo hiện tại đã chín chắn và rất hiểu chuyện đời, không thích phô trương sự giàu sang. Kín đáo cho nhau vẫn là tốt nhất. Những lời nói của mẹ chồng làm tôi rất ngưỡng mộ và đáng để học tập. Thế nhưng ngày tối hôm ấy, khi tôi lên phòng ngủ một lúc, mà chồng tôi vẫn ngồi ở dưới nói chuyện với bố mẹ. Bởi vì thấy khó ngủ nên tôi định xuống tầng nhắc chồng đi ngủ, thì bất ngờ nghe được câu nói của mẹ chồng. Bà khuyên chồng tôi giữ số vàng đó cẩn thận, đừng để vợ quản lý, kẻo lại mang hết về cho nhà ngoại. Cũng chính vì sợ nhà ngoại dòm ngó số vàng cưới nên bà không muốn tặng công khai trước chỗ đông người. Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi choáng váng. Dường như trong mắt bà, nhà ngoại tôi nghèo hèn và rất tham lam, như thể đang tìm cách bòn rút của cải của gia đình bà không bằng. Trước khi đưa vàng cho vợ cất giữ, chồng tôi ký tên vào tờ giấy và dùng băng keo trắng quấn tờ giấy quanh túi vàng như thể là niêm phong. Dù biết ý đồ của chồng, nhưng tôi vẫn giả lơ và hỏi lý do. Chồng tôi bảo chưa có nhu cầu dùng đến số vàng đó, gắn như thể cho chắc chắn,
khi nào mở ra thì khỏi kiểm đếm lại từ đầu. Tôi nói đùa một câu, nếu chẳng may trộm lấy cả túi vàng thì sao? Anh nói trộm ngoài thì sao biết chỗ cất vàng? Nếu như vàng mất thì chỉ có vợ hoặc chồng lấy mà thôi. Được nhà chồng cho số vàng lớn như thế, nhưng tôi chẳng vui chút nào, bởi vì tôi đâu có quyền hành gì. Bố mẹ khó nhọc nuôi tôi thành người, mong có ngày tôi sẽ báo đáp. Mang tiếng là lấy chồng giàu có, sở hữu được rất nhiều vàng, mà tôi không thể báo đáp cho bố mẹ được vài chục triệu dưỡng già. Tôi rất muốn thuyết phục chồng bớt chút vàng cưới để biểu cho nhà ngoại, nhưng không biết phải nói sao nữa. Dòng tâm sự thứ hai, tặng quà không đúng ý, tôi bị bạn trai chê trách và vợ hủy hôn. Bạn trai gợi ý cho tôi mua tặng cho mẹ anh ấy món quà trị giá hơn 12 triệu đồng. Nhưng tôi thấy không cần thiết phải tặng món quà có giá trị lớn như vậy nên đã không làm theo. Yêu nhau mấy tháng nay, tôi bắt đầu nhận ra những điểm xấu tính của Toàn, bạn trai tôi. Anh ấy luôn muốn lợi ích về phần mình, bất chấp điều đó có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc hay không, hay là làm tổn thương người khác. Ví dụ như trong công việc, anh sẵn sàng dành những dự án lớn, nhưng rồi sau đó anh lại đùn đẩy cho nhân viên thực hiện. Nhân viên cấp dưới làm không tốt thì Toàn sẽ la hét, dọa nạt và ép buộc họ phải thực hiện cho đúng ý mình. Tôi là quản lý cao cấp, nhận được rất nhiều khiếu nại và phàn nàn về thái độ làm việc của Toàn, nên sau đó tôi đã nhắc nhở anh ấy rất nhiều lần. Có lần chúng tôi đã tranh cãi lớn, suýt nữa là chia tay cũng vì vấn đề này. Sau lần đó, bạn trai tôi cũng biết tiết chế cảm xúc, biết lo nghĩ cho người khác hơn một chút. Tuần trước, bạn trai cầu hôn tôi và hứa hẹn về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. 35 tuổi, tôi cũng nôn nao kiện lập gia đình và sinh con để ổn định cuộc sống. Tiền, nhà và xe tôi đã có đủ cả. Chỉ thiếu một mái ấm gia đình đúng nghĩa để trở về sau những ngày làm việc vất vả ở công ty. Thấy bạn trai đã thay đổi và biết quan tâm cũng như lo lắng cho mình nhiều hơn, nên tôi đã đồng ý. Ngày hôm qua, tôi đến nhà anh chơi và sẵn tiện mua tặng mẹ anh một cái túi xách trị giá 3 triệu đồng. Nhưng vừa thấy cái túi, Toàn đã không vui ra mặt. Anh kéo tôi ra ngoài sân, hỏi tại sao tôi không mua thứ mà anh đã gợi ý. Tôi nhẹ nhàng bảo với Toàn rằng quà tôi tặng xuất phát từ tấm lòng. Tôi cũng đã lựa chọn thật kỹ càng mới mua cái túi ấy tặng cho bác gái. Nhưng anh vẫn nặng lời chì chiết và cho rằng tôi keo kiệt, tiếc tiền với mẹ chồng tương lai thì sau này làm sao có thể hòa hợp với nhau được. Tôi hơi bất ngờ trước những lý lẽ quá vô lý của bạn trai. Hôm trước, anh có gửi cho tôi tấm ảnh một chiếc lắc tai bạch kim trị giá 12 triệu đồng và nói bóng gió mẹ mình thích chiếc lắc này cũng từ lâu rồi. Tôi hiểu ý đồ của Toàn nhưng vẫn giả vờ không biết, bởi vì tôi nghĩ món quà đó có giá trị khá lớn, không thích hợp để tặng vào dịp Noel như thế này. Tôi chỉ hơi bất ngờ bạn trai lại nổi giận còn chê trách mình những lời nặng lời như vậy. Suốt buổi trò chuyện ngày hôm đó, sắc mặt của mẹ chồng tương lai cũng không mấy hồ hởi, càng khiến tôi bất mãn nhiều hơn. Trên đường về, Toàn lại tiếp tục nhắc lại chuyện chiếc lắc và nói rằng với tiền lương của tôi thì chiếc lắc đó chẳng đáng giá gì. Vậy mà tôi không bỏ tiền ra để lấy lòng mẹ chồng tương lai thì tốt nhất không nên cưới hỏi gì nữa. Tôi bật cười và nói thẳng luôn rằng mình cũng đang suy nghĩ lại chuyện đám cưới vì cảm thấy không hợp với Toàn. Nghe tôi nói như vậy, bạn trai lật mặt nhanh hơn bánh tráng và bảo rằng chỉ nói như vậy cho tôi biết mà thôi, chứ không có ý định đòi chia tay. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy chán nản, kiểu như mình chỉ là nơi để bạn trai bòn rút tiền chứ không có tình yêu. Tôi có nên dừng chuyện tình này lại hay không? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, như vậy là kênh vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn
có những suy nghĩ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong dòng tâm sự thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành cùng kênh. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.